lần đầu tiên được mời tham dự cái game này thì hãy rất là háo hức. Bởi vì ngoài những câu hỏi vui ra thì mình còn có những giải thưởng rất là đặc biệt. Chẳng hạn như giải thưởng đặc biệt nhất là vào đêm gala là 1 tỷ đồng. Cái game này ngoài những người có mặt ở hiện trường, trường quay được chơi thì những người ở nhà cũng có thể chơi cùng. Đó là một điều rất là đáng quý. Chúc cho những người chơi cũng như những người chơi ở màn hình nhỏ sẽ sớm được may mắn. Cammy Kim nhận thấy chương trình Cùng Là Tỷ Phú là một chương trình rất là gần gũi, bao gồm những kiến thức rất là phổ biến đối với mọi người. Và Kim nhận thấy rằng sau khi chương trình này thì mình sẽ bổ sung kiến thức được nhiều hơn và có cơ hội rinh được nhiều giải thưởng hấp dẫn từ chương trình. Và Cammy Kim hy vọng rằng tất cả mọi người, tất cả khán giả trường quay cũng như là các bạn chơi trực tuyến tại nhà sẽ có nhiều may mắn để giành giải thưởng cho mình nha. Và các bạn nhớ đón xem chương trình vào lúc 20:30 đến 21:30 trên kênh Let's Việt vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần nhé. Đến với chương trình ngày hôm nay thì thực sự những câu hỏi rất là hóc búa, rất là hay và đôi lúc khiến cho Hoàng Rapper phải giật mình, tại vì đây là những câu hỏi mình đã từng học rồi, mình đã từng tiếp xúc qua rồi, nhưng mà cuối cùng tại vì thời gian mình đi làm rồi với cuộc sống bươn chải ở ngoài mà khiến mình quên đi những kiến thức cơ bản đó, rất là đáng tiếc. Nhưng mà dù sao thì cũng rất là vui khi mà có thể trả lời được một số câu và giành được một số giải thưởng nhất định. Nói riêng về giải thưởng 1 tỷ đồng, đó là một giải thưởng mà ai cũng có thể đạt được, thật sự là như vậy. Tại vì quan trọng là cái phản xạ, phản ứng nhanh nhẹn của mình và cũng như là cái kiến thức cơ bản chuyên môn của mình nó có cao hay không thôi. Mình có thể tương tác qua điện thoại và qua mạng và những người chơi ở nhà không cần phải đến phim trường và đăng ký thi thì vẫn có thể có được điểm số rất là cao và có được những phần quà rất là hấp dẫn. Mình nghĩ là các bạn nào chưa có xem và chơi chương trình Cùng Là Tỷ Phú thì nên hãy tham gia đi, vì các giải thưởng thì rất là hấp dẫn ạ. Và các câu hỏi thì cũng không quá khó đâu. Hôm nay thì Ngân đến với chương trình này thì cũng khá là thú vị, vì Ngân cũng chưa xem chương trình này bao giờ, và không khí ở trường quay thì cũng khá là nhộn nhịp và mọi người có vẻ rất là căng thẳng để trả lời các câu hỏi, mặc dù các câu hỏi thì Ngân thấy cũng khá là thú vị. Sau khi mà Hoàng Nhật Minh tham gia cái game show Cùng Là Tỷ Phú của kênh VTC9 Let's Việt thì mình thấy đây là một chương trình rất là bổ ích với những kiến thức rất tổng hợp trong mọi lĩnh vực như là thể thao, văn hóa, nghệ thuật, giải trí và địa lý. Mình hy vọng các bạn cũng sẽ tham gia chương trình này một cách rất là thích thú. Đến với chương trình Cùng Là Tỷ Phú, đây là một game show rất là thú vị. Và qua chương trình thì Phượng cũng đã được ôn lại những cái kiến thức về văn học, về lịch sử, về địa lý. Và cũng xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho Phượng đến đây để mà giao lưu với các bạn. Thực ra giải thưởng của chương trình rất là thú vị, và cái luật chơi và những cái luật chơi cũng thú vị nữa, lạ và hấp dẫn.